Các bạn thân mến, hiện tại thì mình đang có ở đây chiếc Hyundai Elantra phiên bản 2.0 AT. Thì đây cũng là phiên bản mà mình yêu thích nhất đối với dòng xe Hyundai Elantra tại thị trường Việt Nam. Thì hôm nay thì mình sẽ quay chi tiết cũng như là gửi đến mọi người cái báo giá mới nhất của cái dòng Hyundai Elantra phiên bản 2.0 này. Đối với cái dòng Hyundai Elantra này, cái năm 2023 này chúng ta sẽ không còn cái phiên bản số sàn nữa mọi người nhá. Đó, chỉ còn số tự động thôi. Có phiên bản 1.6 AT tiêu chuẩn, 1.6 AT đặc biệt, 2.0 AT đặc biệt và 1.6 tăng áp mọi người nhé. Thì đây là phiên bản 2.0 AT sử dụng động cơ hút khí tự nhiên 2.0 cho ra công suất là khoảng độ 159 mã lực mọi người nhé. Ngoại thất rất là đẹp, đổi mới hoàn toàn mọi người nhé, góc cạnh hơn, thể thao hơn. Đó. Phiên bản 2.0 thì sẽ có cái logo 2.0 ở đây mọi người nhé. Cái máy 2.0 của Hyundai nó cực kỳ êm mọi người ạ. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp mọi người nhá. Máy 2.0 thì từ trước đến giờ mình vẫn rất là ưng của Hyundai. 1.6 thì cảm giác nó vẫn chưa đủ, chưa làm cho mình hài lòng. Thì cái phiên bản 2.0 này nó hội tụ đầy đủ mọi người nhá. Phiên bản 1.6 tăng áp thì mức giá nó hơi cao. Đó, mình sẽ quay cho mọi người xem qua cái khoang máy này. Đây, giật khoang máy ở đây nhá. Đóng cửa chắc bình bịch luôn. Đây là cái máy của phiên bản 2.0 mọi người nhá. Mọi người nhìn cái khoang máy nhìn nó dày không? Rất dày luôn, máy cực kỳ to mọi người nhá. 159 mã lực. Máy hút khí tự nhiên thì nó có cái ưu điểm đó là những cái pha đề ba ấy, bao giờ nó sẽ mạnh mẽ hơn so với phiên bản 1.6 turbo mọi người nhá. Cái máy 1.6 turbo là cái máy tăng áp, thì nó có thêm cái bộ phận là turbo tăng áp ở bên này mọi người nhá. Thì nếu mà đi đường trường ấy, ở tốc độ cao ấy, thì cái máy turbo nó sẽ hoạt động mạnh mẽ hơn. Thế nhưng mà để bền bỉ và những cái nước đề ba tốt hơn thì cái máy 2.0 bao giờ nó sẽ đáp ứng được tốt hơn mọi người nhá. Máy cực kỳ êm. Đây, cho mình nghe này. Elantra này thì thường là cái mẫu xe ế của bên mình. Mặc dù xe nó rất đẹp nhá. Elantra có cái dáng xe rất đẹp, kể cả những cái phiên bản trước thì nó cũng rất chi là đẹp và nó khỏe khoắn mọi người nhá. Thế nhưng mà nó luôn bị những cái đối thủ như Mazda 3 rồi Kia Seato đánh bại. Đó, doanh số của cái mẫu Elantra này thì không nhiều mọi người nhá. Đó, phía trước rất đẹp này. Đó. Có đầy đủ cảm biến trước nhá. Nếu mà cái mẫu Hyundai Elantra này nó có cái gói an toàn Hyundai Smart Sense và cái mức giá nó cũng như bây giờ ấy, thì mình tin rằng nó sẽ bán rất chạy. Thế nhưng mà nó về thị trường Việt Nam nó lại không được trang bị cái gói Hyundai Smart Sense đấy mọi người nhé. Hệ thống đèn chiếu sáng là full LED mọi người nhé. Đó, trong này nó có 3 cái thấu kính này. 2, 3. Trên phiên bản trước thì nó sẽ có 4 cái thấu kính. Thế nhưng phiên bản này chỉ còn 3 thôi. Nhưng mà nhìn cái thấu kính này nó sẽ to hơn mọi người nhá. Cảm biến trước này. Đó. Phần phía dưới này đều là đen bóng hết mọi người nhá. Phiên bản này thì có mức giá niêm yết là 729 triệu đồng. Thế nhưng trong tháng này thì bên mình đang hỗ trợ 49 triệu đồng. Giá bán chỉ còn 680 triệu thôi mọi người nhá. Đó. Và cụ thể nếu như mọi người có ai quan tâm đến cái dòng xe này thì hãy comment và kết bạn Zalo với mình. Mình sẽ làm cái báo giá chi tiết từng khu vực gửi cho mọi người. Đấy. Với cái phiên bản 2023 này chúng ta sẽ được cải thiện về chiều dài, chiều rộng tổng thể mọi người nhá. Cái xe thì nhìn nó thấp hơn đi bởi vì nó làm theo cái dáng thể thao mọi người nhá. La răng trên phiên bản 2.0 là sử dụng la răng R17 mọi người nhá. Và cái mâm sẽ được phay xước như thế này. Đó. Cái mâm này cũng rất là đẹp mọi người ơi. Trên phiên bản 1.6 AT thì cái mâm nó là mâm nhỏ hơn. Mâm R16 và sơn hết tất cả màu đen. Nhưng mà trên phiên bản 2.0 thì sẽ được phay xước như này mọi người nhá. Mình mê cái dáng xe Elantra này lắm. Đó, mọi người nhìn thấy không? Dáng rất đẹp, rất thể thao. Bây giờ xe nó chưa dán kính thôi. Nếu mọi người mua xe thì bên mình sẽ tặng mọi người cái gói dán kính nhá. Khi dán kính vào thì nhìn cái xe nó sẽ nhìn nó liền lạc hơn. Nếu mà có điều kiện hơn thì chúng ta sẽ tất cả cái phần này, phần nhựa nhám này chúng ta sẽ sơn hoặc là chúng ta sẽ dán cái màu đen bóng. Và phần này cũng thế, nhìn xe nó sẽ thật thể thao hơn. Chìa khóa thông minh mọi người nhá. Nhấn mở cửa bằng một nút nhấn này. Và cũng có khởi động xe từ xa trên chìa khóa luôn.
Đó. Xuống phần sau và phần sau đẹp. Rất góc cạnh. Mà Elantra này cực kỳ góc cạnh luôn mọi người ạ. Giải đèn LED kéo dài như này mọi người nhá. Phía sau có cảm biến sau cam lùi và cái nút nhấn mở cốp là nằm ẩn ở đây. Trên phiên bản cũ thì nó sẽ nằm ẩn ở đây mọi người nhá. Đây là cam lùi này, để mình nhấn này. Xe đang khởi động cho nên là nó không cho mình mở cốp đâu. Mình sẽ mở ở trên này. Chìa khóa mình để trong xe cho nên là đây, mọi người nhấn mở cốp đây cũng được. Đó. Chút nữa mình sẽ cho cái xe này đi rửa để đây đang đậy ngược này, không nào đậy ngược. Đây. Phần lốp dự phòng đây mọi người. Lốp dự phòng với cả bánh dự phòng thì nó giống hệt so với bốn cái bánh còn lại ngoài kia nhá. Đó. Cốp cực kỳ sâu mọi người này. Đây chúng ta sẽ có những cái chỗ để chúng ta giật phát là sẽ gập hàng ghế thứ hai lại mọi người nhá. Đó. Elantra thì có những ưu điểm ví dụ như máy êm, máy khỏe và khung gầm chắc chắn mọi người nhá. Riêng dòng Elantra phiên bản 2.0 này thì sử dụng hệ thống treo sau là thanh cân bằng mọi người nhá. Đó, còn đối với phiên bản 1.6 turbo thì sẽ sử dụng hệ thống treo đó là đa liên kết mọi người nhá. Hệ thống treo độc lập đấy. Cái dáng xe nó mê không mọi người. Nhìn như một cái mũi tên. Đầu xe chúc về phía trước mọi người nhá. Xe đẹp lắm. Thôi quay cho mọi người xem bên trong nội thất này. Phiên bản 2.0 thì chúng ta sẽ có ghế chỉnh điện nhá. Ghế lái chỉnh điện. Trên phiên bản 1.6 thì không có mọi người nhá. Ghế lái chỉnh điện. Đây. Nội thất bên trong là tất cả là màu đen hết mọi người. Thể thao mà thì bao giờ người ta sẽ làm cái nội thất màu đen như thế này. Có ga tự động, có cruise control, rồi có dial mode, rồi có đây dial mode điều chỉnh các chế độ lái đây. Mình nhấn cho mọi người xem này. Eco này, Sport này, Normal mọi người nhá. Có ba chế độ lái. Chúng ta có cả chế độ cam view, đó là khi chúng ta đi thì nó sẽ có thể quay được phía sau này cho mọi người. Đó. Đây là phím tắt cảm biến để bật cảm biến này. Phanh tay điện tử. Trên cái phiên bản trước ấy, cái mẫu trước của Elantra thì sử dụng đó là phanh cơ thôi. Nhưng trên phiên bản này chúng ta đã có phanh tay điện tử nhá. Đó, auto hold này. Màn hình này, màn hình 10,25 inch nhá. Thiết kế rất đẹp luôn, hai bên, cả bên này nữa. Đó, các phím này đều là phím cảm biến hết mọi người nhá. Rồi điều hòa tự động hai vùng độc lập này. Rồi năm nay Elantra lại có thêm trang bị đó là mát ghế mọi người nhé. Đây, chúng ta có thể điều chỉnh 3 mức. Nó sẽ có cái phần quạt nó thổi gió qua những cái lỗ khí này mọi người này. Cái này mình cực kỳ thích ở cái thị trường Việt Nam mình, bởi vì Việt Nam mình nó rất là nóng. Chứ còn cái sưởi ấm này thì thật ra một năm dùng không quá nhiều lần đâu. Thế nhưng cái làm mát ghế này cực kỳ hữu ích mọi người nhé. Đấy, nội thất bên trong NC luôn, đẹp. Đó. 729 triệu bây giờ bán 680 mọi người nhá. Đó. Thật ra nếu mà ai theo dõi kênh của mình thì thấy mình ít khi quay Elantra lắm, bởi vì thật ra cái mẫu này nó rất là kén khách ấy. Nó không bán chạy như Accent hay i10 đâu. Thì cái phân khúc này nó cực kỳ kén khách. Nội thất phía sau này. Năm nay nó thiết kế xe nó dài hơn cho nên là mọi người nếu ngồi đây còn thừa một khoảng này, một gang tay này. Cửa gió phía sau này. Đó. Loa thì là loa thường thôi nhưng mà trên cái loa trên Elantra nghe cũng rất là thích mọi người nhá. Vì yếu tố bản quyền trên YouTube nên mình sẽ ít khi thử loa ở trên này lắm. Để tìm một cái bản nhạc mà không bị bắt bản quyền nó cũng rất là khó nhá. Trên phiên bản 2.0 năm nay thì sẽ bị cắt đi cái cửa sổ trời mọi người nhé. Cái cửa sổ trời này thì có thì thừa mà không có thì lại thấy thiếu. Đó. Nhiều khi xe đi sử dụng lâu năm thì nó hay bị hở những cái gioăng rồi nó bị kẹt. Đó.
Cái đấy thì chúng ta phải vệ sinh thường xuyên mọi người nhé. Cái chất liệu da trên Hyundai thì từ trước đến giờ vẫn được rất nhiều khách hàng đánh giá là bền mọi người ạ. Mọi người dùng sau rất nhiều năm thì ghế nó vẫn rất là bền nhá. Cái da này, vệ tì tay này, đó. Anh em nào nếu mà thích cái dòng Elantra này thì nhấn like và comment xuống nhá. Nếu mà thích cái phiên bản cao hơn hay phiên bản thấp hơn thì hôm tới thì mình sẽ làm cái video quay chi tiết cho mọi người xem. Đó, hôm nay thì muốn giới thiệu qua mọi người cái mẫu xe này bởi vì mình cực kỳ thích cái mẫu xe này. Đó, động cơ bền bỉ mạnh mẽ, đi kèm với hộp số tự động 6 cấp, khung gầm chắc chắn và mức giá hiện tại cũng đang rất là tốt mọi người nhé. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Nhớ nhấn like, subscribe, đăng ký kênh để mỗi khi có những video mới mọi người đều là người biết đến đầu tiên. Tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Xin chào.